Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đồng hồ Hoàng Nhật. Thì ngày hôm nay em có 12 sản phẩm nha, 12 sản phẩm đồng hồ đến từ Nhật và Thụy Sĩ muốn đem lên giao lưu với tất cả mọi người. Và bên em cam kết tất cả các sản phẩm mà bên em bán ra đều là hàng chính hãng hết nha. Nếu phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng hay là hàng Trung Quốc thì bên em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền ạ. Và khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em. Ở trên này có đầy đủ thông tin cửa hàng nha. Tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại. Địa chỉ của em nằm ở 130 Trần Phú, phường An Lộc, thành phố Ngự, tỉnh Đồng Tháp à. Số điện thoại của em là 0378 275 894. Đây là số điện thoại duy nhất mà em sử dụng nha. Em không xài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp, nhắn tin hoặc là gọi qua Zalo cũng được. Phía sau sẽ kèm luôn tờ giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha. Phía dưới này em sẽ ghi tên sản phẩm, giá thành và ngày mua để em có thể hỗ trợ bảo hành, thu đổi lên đời cho mọi người. Rồi, thì tất cả sản phẩm mà bên em bán ra thì bên em đã kiểm tra kỹ thuật hết rồi. Mọi người mua về là chỉ việc đeo thôi ha, không cần mua về, không cần phải làm thêm bất kỳ cái gì nữa hết. Và đã kiểm tra về mặt kỹ thuật nè, về mặt sai số nè, về mặt chịu nước, về độ chịu nước đã kiểm tra hết rồi. Mọi người mua về là mọi người chỉ việc dùng thôi. Tất cả sản phẩm ở đây đều là có mức độ chịu nước tốt, đúng với nhà sản xuất đưa ra. Ví dụ như mấy con 30m, 50m, 100m gì đó thì bên em đã kiểm tra qua hết rồi. Mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái ha. Đầu tiên mã số 1 là một chiếc đồng hồ rất là quen thuộc với anh em, đó là một chiếc đồng hồ Seiko 5. Con này thì nó có biệt danh, người chơi đặt cái nó biệt danh là Đom Đóm, tại vì trên cọc số và kim thì nó đều có dạ quang hết, và dạ quang của nó là nguyên cái cọc luôn ha mọi người, giống như nguyên số 1 này, chứ không phải là một cái chấm, một cái chấm nhỏ. Thì nguyên cái cọc số 1, số 2, số 3 này đều là dạ quang hết nha. Cọc số nó là cọc số học trò. Máy cơ automatic 21 chân kính ạ. Máy chạy 3 kim và 2 lịch thứ ngày. Em này là chạy dòng máy 7S26 ha, 21 chân kính tự động automatic của nhà Seiko. Đái lộ máy, thời gian tích cót của em này là 40 tiếng ạ. Dây khóa zin nguyên bản, dây có logo ha. Em mặc, em này là mặc size mặt của nó là 37. Size 37. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ. Rồi. Chính hãng nha mọi người. Mọi người mua về thì cứ yên tâm sử dụng. Em này mã số 1 giá 1.400.000 ạ. Mã số 1 giá 1.400.000, size 37 thì nó phù hợp cho mấy anh có cổ tay, có chu vi cổ tay dưới 16 ha, dưới 16 đeo thì ok. 17 18 thì đeo cảm giác nó sẽ hơi nhỏ đó, nhưng mà mấy anh có thích nhỏ gọn, thích những mặt đồng hồ nhỏ gọn thì vẫn đeo được. Thiết kế nó rất là nam tính ha mọi người. Vỏ thép sáng bóng nha. Mã số 1 giá 1.400.000 ạ. Size 37. Tiếp theo mã số 2 cũng là thuộc dòng Seiko 5 nữa. Em này mặc mã số 1 và mã số 2 thì chạy cùng một dòng máy ha mọi người. Nó đều chạy cùng dòng máy là 7S26. Này. Thì cái form dáng em này thì nó to hơn một chút xíu. Em này thì size 38,5 ạ. Không. Nó size 38,5 ha. Mặt đeo màu xanh dương đậm, chải tia hướng về tâm. Cọc số là cọc số nổi và trên mỗi cọc số đều có dạ quang ha. Kim giờ và kim phút cũng có dạ quang luôn. Kính là kính khoáng cứng, vỏ là vỏ thép không rỉ nha. Ngoại hình tương đối đẹp. Zin nguyên bản, zin cả dây. Em dây này, em này là dây thép ạ. Em này là dây thép không rỉ. Máy lộ đáy thì em này chạy cùng dòng máy với mã số 1 ha, vẫn là 7S26 21 chân kính, size 38,5. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, 3 kim 2 lịch thứ ngày, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo và máy chạy tương đối chính xác ạ. Dây còn dài lắm nha mọi người, mọi người đem mua về yên tâm mà sử dụng. Mặt màu xanh. Mã số 2 giá 1.500.000 ạ. Anh nào thích thì lấy giùm em nha. Đái lộ máy. Rồi. Mã số 3 vẫn là đồng hồ Seiko 5, nhưng con này là thuộc dòng Seiko 5 quân đội ha mọi người. Seiko 5 quân đội form to, form 42 á, size 42. Đó. Dây khóa này là dây khóa linh kiện ha mọi người, linh kiện thay mới. Mã số 3 giá 2.000.000, kính là kính khoáng cứng nè, kính khoáng cứng, vỏ là vỏ thép không rỉ ha.
cái viền ở đây thì nó bị dính bẩn, mấy cái kẹt này hay dính đất lắm, mà em quên vệ sinh. Cái này để em lấy nước mới rửa mới được. Cái này nó dính dính đất rồi, bị khô lại rồi. Em này chạy máy 7S36 nha. 36 thì nó sẽ nhiều hơn 7S26 2 chân kính. Em này thì tổng cộng là 23 chân kính à. Cũng là máy tự động automatic của nhà Seiko luôn. Con này thuộc dòng Seiko 5 Sport, dòng quân đội, cực kỳ bền ha. Kháng nước được 100m nha, kháng nước được 100m, tích cốt vẫn là 40 tiếng. Rồi, đái lộ máy. Em này mặc đồ màu đen ha mọi người, màu xanh, màu đen. Và kim cọc đều có dạ quang hết nha. Em này dạ quang ban đêm rất là sáng luôn. Rồi, zin nguyên bản trừ dây khóa, độ mới còn tương đối đẹp nè. Ba kim hai lịch thứ ngày, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, size 42, mã số 3, giá 2 triệu ạ. Anh nào thích thì lấy giùm em ha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì chúng ta có một chiếc đồng hồ, em này thì cũng là sơn năm quân đội luôn, cùng với em đó ha. Hai em đó là một nhưng mà khác nhau cái màu á mọi người. Con này cũng vẫn là 7S36 23 chân kính nè, đái lộ máy. Zin nguyên bản, em này zin cả dây khóa luôn nha. Dây zin khóa zin luôn ạ. À. Không, khóa có chữ Seiko nè. Dây là dây NATO quân đội màu xanh navy. Đó, em này mặc xanh nè, xanh navy nha mọi người. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, máy chạy 3 kim hay là thứ ngày. Kháng nước được 100m nha. Mọi hình em này thì có trầy xước nhẹ nhưng không cấn mớp em người, có trầy xước nhẹ không cấn mớp. Em này mã số 4, giá 2,2 triệu nha. Tại vì em này với em mã số 3 thì nó là giống nhau, khác cái màu thôi, em nói nhanh qua. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, máy chạy cực kỳ chuẩn. Có 3 kim 2 lịch thứ ngày, dây khóa zin nguyên bản luôn. 2,2 triệu cho chiếc đồng hồ này ạ. Cam kết với mọi người là chính hãng nha. Phát em đền gấp đôi tiền. Rồi mã số 4 nè. Theo mã số 5. Mã số 5 thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Fubo Made in Japan ha, Fubo nội địa Nhật. Thì cái thương hiệu Fubo là này là nó chỉ sản xuất cho nội địa nước Nhật thôi ha mọi người. Thì chúng ta muốn mua những sở hữu những con này thì chỉ có một cách là đừng xách tay, xách tay về mới có. Thì cái form dáng của em này là nó làm theo kiểu mặt hời ha mọi người, mặt hời, mặt skeleton, khoét mặt. Rồi, máy này có hỗ trợ có tay nha, 21 chân kính, automatic có hỗ trợ có tay. Thời gian tích cóp tối đa của chiếc đồng hồ này là 40 tiếng ạ. À. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Made in Japan nè. Cái mặt em này là mặt nâu cà phê ha, mặt nâu cà phê chảy tia hướng về tâm ha. Rồi. Dây linh kiện khóa zin nha mọi người, em này dây linh kiện khóa zin. Khóa zin có chữ Fubo Design. Dây là dây thay mới, đái thì đái lộ máy nè. Đó. Phía sau nó cũng cho chữ Made in Japan luôn ha. Vỏ là thép không rỉ. Kính là kính khoáng cứng và mức độ chịu nước của em này là 50m nha, 50m. Cái này nó lấy thiết kế từ học tập thiết kế từ những con Shamaster như thế này ha mọi người. Đó. Thiết kế của con này rất là cao cấp ha, vẫn là cũng là thép không rỉ, cũng là khoét, cũng là lộ máy. Đó. Màu nó khá là giống ha. Rồi, con này giá 2,4 triệu nhưng được thừa hưởng một thiết kế rất là cao cấp ha mọi người. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng, núm zin có logo của Fubo. Máy lộ đáy từ trước ra sau. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo ạ.
Size này là 42 nha, size 42. Mặt cà phê. Rồi nào thích món này thì chốt giùm em ha. Quá đẹp luôn. Tiếp theo mã số mã số 6 ạ, giá 2,8 triệu ạ. Một chiếc đồng hồ OP thương hiệu Olympia. Xin lỗi mọi người. Một chiếc đồng hồ OP thương hiệu Olympianus với thuộc dòng là Sportmaster ha. Sportmaster. Phía dưới này nó ghi chữ là Sapphire, là kính, mặt kính em này là kính Sapphire ha, water resistant, có mức độ kháng nước. Và nó có chữ dòng chữ automatic ở đây ha. Con này thì nó học tập thiết kế từ một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Rolex. Form dáng Rolex. Núm có ren vặn và niềng là niềng khía ha. Góc 3 giờ có một ô lịch có lúp luôn. Đó, size em này là size 40 nha, size 40. Size 40. Dây là dây kiểu dây Jollibee của Rolex luôn à. Khóa có logo của OB. Đáy thì đáy có logo của OB ha. Phía sau là tên mã 89322AG423 nè ha. Đó, vỏ là vỏ thép không rỉ, Sapphire automatic, rồi thì dòng thương hiệu Olympianus. Toàn bộ thân vỏ của em này làm từ thép không rỉ 316L. Kính được chế tác từ kính Sapphire, có một cái kính lúp nằm ngay ô lịch góc 3 giờ ha. Máy có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thời gian tích cóp tối đa là 40 tiếng. Đó, mặt dial màu xanh, chảy tia hướng về tâm và những góc số thì có đính những viên kim cương nhân tạo nha. Kim cương nhân tạo. Ngoại hình còn rất mới và đẹp hết mọi người. Em đánh giá ngoại hình em này tầm 96-97%. Và nó còn hộp nha. Trong hộp thì vẫn còn mắc thừa luôn á. Nên là nó đủ dây nó sẽ đủ cho mọi người, tay dù to cỡ nào thì cũng đủ ha. Trong hộp nó sẽ có mắc thừa. Rồi giá em bán là 2,8 triệu, size 40. Giá mã số 6, 2,8 triệu, size 40, mã số 6 nha. Nào thích món này thì chốt giùm em. Đây. Kim cương nhân tạo rất là sáng luôn mọi người. Nó nằm ở phía dưới mặt kính Sapphire thì nó không có bị dơ, không bị đục, thấy nó chiếu hoài à. Tiếp theo là mã số 7 ha, à, số 7. Mã số 7 là một chiếc đồng hồ Sari 051 thì phải. Em nhớ không làm việc là Sari 051 ha. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko, dòng Reset mọi người, dòng tầm trung, cận cao cấp. Với thiết kế rất là đơn giản. Vỏ thép không rỉ, kính là kính Sapphire. Kính Sapphire. Vỏ thép không rỉ 316L, núm thì có logo hình chữ S và bản nội địa Made in Japan, mặt đeo màu trắng, chạy tia hướng về tâm. Cọc số là cọc số nổi và kim là kim nung xanh ha mọi người, kim nung xanh rất sang và đẹp. Thiết kế này rất đơn giản nha. Kim chỉ có mặt màu trắng và một cửa sổ hở tim nằm góc 9 giờ thôi. Thiết kế đơn giản, tinh tế và đẹp. Rồi, vỏ em này đẹp không cấn mớp ha. Độ mới em này tầm 95%, chi khóa zin nguyên bản, đáy lộ máy. Thì em này là máy búa vàng. Và máy búa vàng rất là đẹp. Em này chạy máy 4R38 ạ. 4R38 có hỗ trợ có tay ha, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thời gian tích cóp tối đa của em này là 40 tiếng. Bản nội địa nên là trên kính nó có chữ Made in Japan và trên quả văn cũng có Made in Japan ha. Quả văn thì có chữ Japan thôi, còn trên kính thì là Made in Japan ạ. Rồi, ngoại hình còn rất mới và đẹp, thiết kế rất sang trọng và tinh tế. Rồi giá em bán này là 3,5 triệu ạ, mã số 7 giá 3,5 triệu. Size 42. Anh nào thích thì chốt giùm em. Kính Sapphire vỏ thép không rỉ. Chạy cực kỳ chính xác luôn. Tiếp theo là mã số 8 ạ, mã số 8 cũng là một chiếc đồng hồ hở tim. Con này cũng thuộc dòng Reset ha mọi người.
Reset. Mặc diol em này màu đen ha. Đầu tiên em giới thiệu diol em này màu đen với mặt diol hai lòng, lòng ngoài thì chứa những vạch giờ, lòng trong thì chứa những các cửa, những đồng hồ nhỏ, cửa sổ hỏa tim và cũng như là ba cái kim nằm ở phía trung tâm và logo Seiko ha. Bản em này là bản nội địa, phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Made in Japan nè mọi người, Made in Japan. Và có cửa sổ hở tim, có một cái kim chỉ 24 giờ để chúng ta xác định ngày và đêm ha. Rồi, thì thiết kế của em này nó chia nửa phần góc từ bên này qua nè, chia từ góc bên này qua thì tất cả cọc số góc bên tay phải của chúng ta là cọc số La Mã, từ góc bên này qua đến bên trái thì là cọc số thẳng, cọc số bình thường ha. Đó, rất là đặc biệt luôn. Nó làm rất là lạ. Kính em này được chế tác từ kính sapphire, vỏ là vỏ thép không rỉ 316L, dây zin nguyên bản của hãng. Và phía sau em này là đáy lộ máy ha. Và nó có chữ Seiko nằm ngay giữa trung tâm của mặt kính phía sau. Phía trên này có chữ Made in Japan và trên quả văn cũng có chữ Japan ha. Mức độ kháng nước của em này là 100m và chạy dòng máy 4R39. 4R39 có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, có một cửa sổ hở tim nằm ở góc 9 giờ và có một cái kim 24 giờ nằm ở góc 10 giờ. Size 39 mã số 8, giá 4,5 triệu. Size 39 mã số 8 giá 4,5 triệu, anh nào thích thì lấy giùm em ạ. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một chiếc đồng hồ Tissot đến từ Thụy Sĩ nha. Rồi, con này thì mặt rất là đơn giản, tinh tế. Thì mặt đây là màu trắng, trải tia sớ đứng nha. Em này có sớ là mặt sớ, là mặt sớ đứng. Cọc số là cọc số nổi. Và góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày. Và góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swiss Made. Đó. Em này mặt kính là mặt kính sapphire và được chế tác cong nha mọi người, cong nhẹ, phơm giọt nước. Vỏ, dây vỏ làm từ thép không rỉ ạ. Dây thép đúc đặc. Ngoại hình còn rất là mới nha. Tiếc là không có cái hộp, có cái hộp chắc nó thành đồ mới luôn rồi. Đó. Cái này chỉ cần bỏ cái hộp là nó thành đồ mới ha mọi người. Dây zin có logo của Tissot nè. Đó. Mã số 9, em này em bán là 6,5 triệu nha. Thì em này chạy máy cơ automatic, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thời gian tích cóp tối đa của chiếc đồng hồ này là 40 tiếng. Và máy là máy lộ đáy. Máy búa vàng rất là đẹp ha, chữ Tissot nè mọi người. Rất là đẹp, rất là sang. Đó. Máy 25 chân kính Swiss Made. Phía sau thì có một số thông số như sau nè, tên thương hiệu Swiss Made, cái này là đời, tên mã, kính là kính sapphire crystal, là kính sapphire. Mức độ chịu nước là 13, tương đương với 100m, tương đương với 330 feet thôi mọi người. Rồi, bên đây là vỏ là thép không rỉ stainless steel ha, và đây là số seri, con này nó dùng là chữ số seri. Rồi, núm zin có logo chữ T. Máy chạy cực kỳ chính xác và mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Mã số 9, giá 6,5 triệu. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em. Hồi dây này thì rất là dài, tay 19, 20 đeo vẫn ok ha. Kháng nước của em này là 100m nha mọi người. Mã số 9, giá 6,5 triệu. Size mặt của em này là 39 nha, xe mặt 39, anh nào thích thì lấy giùm em. Mã số 10 là một chiếc đồng hồ Hamilton nha. Con này là thuộc dòng Hamilton View Master ha. Bản mặt hề lộ máy skeleton. Cái bản này rất là bán rất là chạy của Hamilton này ha.
khi mà mới xuất xưởng, hàng mới trong hãng bán từ hai mươi mười mấy tới hai mươi mấy triệu không à, mấy hai mấy triệu. Thì mặt em này là mặt đeo màu trắng trải tia hướng về tâm, cộng kim cọc mạ vàng hồng nha, kim cọc mạ vàng hồng. Đó, góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swiss Made nè. Đó, phía sau là đáy lộ máy, máy của nó đây. Phía sau đáy có một số thông tin như thế này, Swiss Made là laboratory history ha. Tên mã kháng nước là 50 m, vỏ là vỏ thép không rỉ, đời máy 2824 gạch 2, kính là kính sapphire ha mọi người, sapphire mặt trên nha, mặt sau là kính khoáng cứng. Và thiết kế kính của em này là cong nhẹ, thiết kế kính cong nhẹ rồi chạy cực kỳ chính xác nha mọi người. Và thiết kế này rất là đẹp, độ mới em này rất là cao, size 41 ạ. Thì theo theo công bố nhà sản xuất, size mặt của em này là size 40, nhưng mà cái chỗ này nè nó bị gù ra nè mọi người thấy không, ngay chỗ cái núm nó có gù ra nè, bên này nó đâu có đâu, bên này nó trơn tròn. Nó thì em đo ra là nó có hai cái gục gù ra nè, thì em đo ra là 41 tại vì hai gục này, nhưng theo công bố nhà sản xuất nó là 40 nha. Núm zin hình chữ H nè, vỏ ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Hồi nào thích mẫu này thì lấy giùm em ha, mã số 8. mã số 10 giá 8 triệu ạ, mã số 10 giá 8 triệu. À, quên nữa, về mặt dây khóa thì dây em này là dây linh kiện, khóa là khóa zin nha, dây linh kiện khóa zin. Rồi mã số 10 dây linh kiện khóa zin, mặt trắng kim cọc mạ vàng hồng. Còn tiếp theo là em mã số, em mã số 10 11 giá 8 triệu rưỡi nè. Em này thì dây khóa zin nguyên bản luôn, không dây khóa zin nguyên bản luôn, mắc hơn 500.000, mắc hơn 500.000 tại vì nó có cái dây khóa zin ha, mặt đeo màu nâu cà phê, size vẫn là size 40 luôn nha. Đó. Rồi, phía sau đấy thông tin của hai em này gần như giống nhau, anh nào thích màu trắng hoặc thích màu nâu thì chọn thôi. Mã số 11 giá 8 triệu rưỡi, còn mã số 10 là giá 8 triệu nha, cùng là size 40 hết, núm zin có logo hình chữ H hết, và phía sau đáy em nó đây. Rồi nào thích thì cứ alo cho em ha. Rồi tiếp theo nè, rồi em này mã số 12 thì con này dây thép không người, dây thép này dây thép đặc trưng của hãng Hamilton, nó có chữ H, nó có chữ H như thế này, có chừng mỗi mắt là mỗi chữ H ha, giống như là logo viết tắt của Hamilton gì đó nè, trên cái nấm nó có. Thì dây vỏ em này thì còn rất là đẹp nè, ngoại hình em đánh giá tầm 96-97% nha, 96-97%. Em này vẫn là size 40 nha mọi người, size 40. Coi góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swiss Made ạ. Góc 6 giờ có giữ dòng chữ Swiss Made. Mặt em dial em này không phải màu đen nha mọi người, nó màu xám. Nó màu xám nhạt. Để em lấy một con màu đen so gần lại thì mọi người thấy không? Đứng gần thì nó con này rõ ràng là nó màu xám ha, nó không phải màu đen. Máy đánh vân thì con này là đời máy em này là đời máy H10 ạ, đời máy H10 thôi, vì thời gian tích cót của em này là tới 80 tiếng nha, có nghĩa là 3 ngày, trên 3 ngày. 3 ngày thì 72 tiếng thôi, nhưng một con này tích cót tối đa tới 80 tiếng lận, vẫn là máy vẫn là 25 chân kính Swiss Made Sapphire, và đời máy 2824 gạch 2. Kháng nước 50 m. Tên mã của em nó đây ha. Rồi, zin nguyên bản, zin cả dây. Size mặt là 40. Kính sapphire có thiết kế cong nhẹ, núm zin có logo hình chữ H. Ngoại hình còn rất mới nha mọi người.
máy có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ luôn ha. Thụy Sĩ chính hãng 100%. Giá em bán là 11 triệu, mã số 12 giá 11 triệu, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha. Rất là đẹp luôn, cái màu này rất là hiếm. Thường thường trắng đen thì dễ có, nhưng mà màu xám lông chuột như thế này thì rất là hiếm ạ. Size 40 nha mọi người. Rồi, về phần dây thép thì nó còn rất dài ha, đủ cho tay 19. Rồi, đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh đồng hồ của em ạ. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và hẹn mọi người lại các clip lần sau ạ. Mình xin cảm ơn.